Ngọc Thơ thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc lại xâm phạm lãnh hải Việt Nam chính quyền vẫn im lặng Đài Ái Châu Tự Do AFA tiếng Việt ngày 16 tháng 3 loan tin tàu Trung Quốc nhan nhãn trên vùng biển Việt Nam Theo bài báo nhiều tàu dân quân biển và tàu cá Trung Quốc đã xuất hiện và tụ tập thành đoàn trong các vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam ở Biển Đông một tổ chức nghiên cứu của Việt Nam đã sử dụng dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho biết. AFA dẫn dự án đại sử ký Biển Đông SCSCI cho biết một tàu khảo sát nặng 2.600 tấn của Trung Quốc, tàu Hải Dương Địa Chất 4 cũng đã lãng vãng bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và điều này cho thấy có thể đã có một hoạt động nào đó tại đây. SCSCI cho biết thêm, số lượng tàu Trung Quốc trong khu vực EEZ của Việt Nam đã tăng đáng kể trong 2 tuần đầu của tháng 3, gần gấp 3 lần số lượng quan sát được vào cuối tháng 2. Dữ liệu này được thu thập từ tín hiệu của hệ thống nhận diện tự động AIS của những con tàu này. Hình ảnh bài trên AFA. Các tàu đánh cá và tàu dân quân biển thường được cảnh sát biển Trung Quốc hộ tống. Trong khi đó, AFA cho biết tàu nghiên cứu và khảo sát hải dương địa chốc 4 của Trung Quốc đã có mặt trong vùng biển do Việt Nam kiểm soát và ở đó hơn 17 tiếng trong ngày 15 tháng 3, nhưng Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn im lặng, chưa có bình luận gì về vấn đề này. Người Việt Nam đã từng nhiều lần biểu tình phản đối những hoạt động của Trung Quốc tại biển Đông trong nhiều năm qua. Từ 2007, đa số các cuộc biểu tình này đều là tự phát của người dân và chính quyền thì luôn tìm mọi cách để ngăn cản, phá rối. Mỗi lần Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, chính quyền Hà Nội chỉ lên tiếng phản đối chiếu lệ qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và thường phản ứng rất chậm chạp. Chính vì vậy mà nhiều người dân cho rằng chính quyền này đã nhượng bộ chủ quyền cho Trung Quốc, thậm chí nói nặng lời hơn là bán nước. Vụ việc căng thẳng nhất cho đến nay là vụ Trung Quốc đưa dàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển Việt Nam vào năm 2014. Khi đó đi cùng giàn khoan Hải Dương 981 còn có hàng chục tàu chấp pháp Trung Quốc theo bảo vệ. Việt Nam đã gửi ra rất nhiều tàu để ngăn cản theo dõi nhưng giữa hai bên cũng chỉ dừng lại ở màn đấu vòi rồng. Sự kiện này đã dẫn đến rất nhiều cuộc biểu tình phản đối của người dân ở Sài Gòn và Hà Nội. Sau 2 tháng rưỡi, Trung Quốc đã rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Hình ảnh tàu cảnh sát biển của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam ngày 15 tháng 5 năm 2014. AFA cho biết Trung Quốc đã và đang tiến hành cái gọi là các chiến dịch vùng xám, sử dụng các lực lượng phi truyền thống như dân quân biển để đạt được các mục tiêu kinh tế và an ninh. Philippines, một quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, cũng thường xuyên cáo buộc các tàu dân quân biển Trung Quốc tràn vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Gần đây nhất, vào ngày 4 tháng 3, AFA cho hay, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã cho biết phát hiện thấy hơn 40 tàu dân quân biển nghi là của Trung Quốc trong khu vực ngoài khơi các đảo thị tứ 4 và 5 đến 8 hải lý. Lực lượng tàu dân quân biển của Trung Quốc phần lớn được tổ chức bởi các công ty đánh cá lớn của nước này, AFA cho hay. AFA dẫn sách trắng quốc phòng năm 2010 của Trung Quốc, theo đó họ tuyên bố rằng có 8 triệu dân quân trên toàn quốc bao gồm cả dân quân biển. Ý đồ muốn độc chiếm biển Đông là một mưu đồ lớn và lâu dài của Trung Quốc và các thế hệ lãnh đạo của họ đã từng bước từng bước thực hiện điều này, bắt đầu từ việc công bố những yêu sách về hải phận của họ vào năm 1958 và việc âm thầm vẽ ra bản đồ hình đường lưỡi bò trên biển Đông. Với hải chiến Hoàng Sa năm 1974, họ đã chiếm toàn bộ quần đảo này đến nay họ đã xâm chiếm rất nhiều đảo đá ở trường sa và tiến hành cải tạo chúng thành những đảo nhân tạo với sân bay và kho bãi quân sự quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm d với bản tin trung quốc lại xâm phạm lãnh hải việt nam chính quyền vẫn im lặng ngọc thơ thời báo chấm d kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin đảng tổ chức thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng sáng 15 tháng 3 tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương chủ trì phối hợp với báo Nhân dân, tạp chí Cộng sản, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Truyền thông nhà nước loan tin, ông Nguyễn Văn Thể, bí thư khối các cơ quan trung ương, chủ trì buổi lễ đã đưa ra yêu cầu các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải tham gia phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lý do mà ông thể đưa ra là các thế lực thù địch luôn chống phá một cách quyết liệt trong bối cảnh đất nước đạt được vị thế quốc tế ngày càng cao có nhiều thành tựu về các mặt đời sống xã hội tờ tiền phong đưa tin hình ảnh truyền thông nhà nước loan tin tiền phong dẫn lời ông thể nói rằng có thể khi đảng nhà nước ban hành các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế củng cố tổ chức bộ máy và các vấn đề lớn thì đều có các ý kiến trái chiều của các thế lực thù địch chúng ta phải có trách nhiệm phản bác lại làm rõ các quan điểm của đảng và nhà nước làm rõ các thành tựu chúng ta đã đạt được bảo vệ các chủ trương đảng nhà nước đã triển khai ông thể chỉ ra những bài viết xuyên tạc sự thật xuyên tạc kết quả bôi xấu lãnh đạo bôi xấu lãnh tụ, bôi xấu đường lối, chủ trương của đảng, nhà nước, làm những gì mà đảng viên cần phải đấu tranh, phản bác. Theo ông Thể, người dân tiếp cận thông tin xấu độc trên môi trường mạng, mà chúng ta không có bài viết, không có cơ sở phản bác các luận điệu sai trái xuyên tạc thì rất không ổn. Ngày 15 tháng 3, VOA Tiếng Việt cho biết, trong các cuộc trả lời phỏng vấn khác nhau mà VOA đã thực hiện và đăng tải, các nhà hoạt động và nhiều người dân khẳng định rằng việc họ nêu lên sự thật khách quan về những yếu kém sai lầm của chính quyền cũng như thảo luận chỉ trích đó là quyền tự do, biểu đạt, không phải là xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá như cấp gắn nhãn của chính quyền. Chính quyền Việt Nam trong những năm gần đây đã bắt bớ bỏ tù một loạt các nhà hoạt động và những người dân trục ngôn, quy họ vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 hoặc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự các tổ chức bảo vệ nhân quyền Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây đã lên án các hành động như vậy của Việt Nam. VOA cho biết thêm hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể bí thư khối các cơ quan trung ương. Truyền thông nhà nước cũng cho biết cuộc thi nói trên sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 và sẽ nhận các bài viết về sản phẩm phát thanh hay truyền hình chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Trước đó, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh không gian mạng bùng nổ. Từ trước đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn tìm đủ mọi cách để bưng bít những sai lầm về chính sách, về quan điểm chính trị cũng như quan điểm về điều hành kinh tế của họ. Cho đến tận bây giờ, sau khi đã trải qua hơn 3 thập kỷ đổi mới, mở cửa để vực dậy nền kinh tế, khi mà thực tế vận hành nền kinh tế đã không còn sót lại chút gì quan điểm của kinh tế mark lenin nhưng đảng vẫn không chịu thừa nhận là chủ nghĩa mark lenin là sai lầm là bế tắc đảng cũng không chịu thừa nhận những thói hư tật xấu của đảng viên tuy nhiên thỉnh thoảng vì một lý do nào đó như để dẹp yên dân chúng hay đấu đá nội bộ đảng tự bươi ra những cái xấu của đảng viên hoặc khóc lóc xin lỗi về một sai lầm chính sách nào đó thì được và chỉ được khi đảng cho phép mà thôi. Còn bất cứ ai tự nói lên thực trạng thối nát của xã hội, nói về sai lầm của đảng thì ngay lập tức đều bị chụp cho cái mũ là phản động, dù cho người đó có là đảng viên đi nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Đảng tổ chức thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d